4 cách xoa bóp bấm huyệt để tạm biệt cơn đau và chứng mất ngủ. Quý vị thân mến, nhiều khán giả đã có lời tâm sự với Khỏe Tự Nhiên rằng sau khi nhiễm Covid-19, thường bị đau nhức cơ thể và còn gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài, làm cho tinh thần kiệt quệ, cơ thể thì mệt mỏi. Để hồi âm, Khỏe Tự Nhiên xin được chia sẻ với quý vị video 4 cách bấm huyệt, xoa bóp đơn giản để đẩy lùi tình trạng này. Nhức đầu ư, hãy xoa bóp ngón tay. Thực tế có nhiều người đã từng vài lần khổ sở với cơn đau đầu ập đến. Và để làm giảm cơn đau, quý vị có thể xoa bóp các đầu ngón cái và ngón trỏ. Tại đây, các dây thần kinh dẫn đến vùng đầu và thái dương. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xoa bóp vùng giữa ngón cái và ngón trỏ. Điều này có tác dụng giúp giảm đa số các cơn đau đầu. Đau vai gáy, đau lưng, hãy xoa bóp tai. Đối với người ngồi trước máy tính trong thời gian dài, thường bị đau vùng vai gáy và cổ. Để giảm bớt áp lực cho cổ và cuộc sống, chúng ta hãy xoa bóp từ đầu ngón tay cái đến giữa cổ tay, tương ứng với phản xạ của cuộc sống, giúp làm giảm áp lực ở cuộc sống. Còn nếu bị đau lưng, thì xoa bóp vùng này có thể sẽ cảm thấy đau. Không cần lo lắng, hãy xoa bóp chỗ đau với cùng áp lực trong một thời gian dài hơn và lặp lại động tác nhiều lần trên cả hai tay. Bấm huyệt chữa cảm lạnh. Nếu bị cảm lạnh, chảy nước mũi hay buồn nôn, quý vị hãy thử xoa bóp từng ngón tay từ gốc lên ngọn để giảm khó chịu ở đầu và xoang, nên xoa bóp nhiều lần trên mỗi ngón tay. Vậy còn mất ngủ thì sao? Nếu quý vị thường trằn trọc suốt đêm, khó đi vào giấc ngủ, vậy thì hãy thử xoa bóp vùng phản xạ tuyến yên ở vị trí giữa ngón cái, vùng có dấu vân tay. Nhấn và giữ đầu ngón cái trong 30 giây đến 1 phút. Thực hiện động tác này trên cả hai ngón cái vài lần mỗi ngày và chúng ta sẽ ngạc nhiên về hiệu quả bất ngờ của cách này. Quý vị thân mến, khi nhắc đến bấm huyệt, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến massage chân hay là tẩm quất. Thực chất, bấm huyệt là một phương pháp y học cổ truyền, dùng lực ấn vào các điểm phản xạ cụ thể nằm trên bàn tay, tay, bàn chân. Các điểm này tương ứng với các cơ quan khác nhau của cơ thể và được gọi là liệu pháp vùng. Ngày nay, phương pháp bấm huyệt càng trở nên phổ biến vì tác dụng giảm đau hiệu quả như dùng thuốc. Theo Học viện Bấm huyệt Hoa Kỳ, những người được điều trị bằng bấm huyệt cho biết sức khỏe được cải thiện. Các lợi ích bao gồm giải độc, cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng và các triệu chứng dị ứng. Nếu quý vị không thích dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong thời gian dài thì có thể thử áp dụng phương pháp này. Có thể quý vị sẽ ngạc nhiên về lợi ích của nó. Và vừa rồi là một vài phương pháp đơn giản dễ làm mà quý vị có thể áp dụng ngay. Nhưng nếu thấy khó chịu, cơn đau dai dẳng hoặc dữ dội, tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ để khám và tư vấn cụ thể hơn. Chúc quý vị luôn có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!